Uống thuốc tránh thai có thể dẫn đến rối loạn kinh nguyệt. Vậy những thay đổi sau khi sử dụng thuốc tránh thai ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng? Bác sĩ Tranh Ly, khoa sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó nhé. Uống thuốc tránh thai nghĩa là đưa một lượng nhất định hormone sinh dục nữ vào cơ thể nhằm ngăn cản hoặc làm chậm lại quá trình rụng trứng, có thể ngăn chặn việc làm tổ của trứng, làm biến đổi lớp nội mạc tử cung và có khả năng ngăn ngừa sự thụ thai. Tác dụng của thuốc cũng làm cho dịch nhầy ở cổ tử cung đặc lại và dày lên để ngăn tinh trùng xâm nhập tử cung. Kết quả là quá trình thụ thai sẽ không diễn ra. Tác dụng phụ của thuốc thường gặp là rối loạn chu kỳ kinh nguyệt do rối loạn nội tiết tố, nên chu kỳ kinh nguyệt có thể đến sớm hoặc muộn hơn, số lượng và màu sắc máu kinh cũng có thể thay đổi. Đi kèm với rối loạn kinh nguyệt thì chị em còn có thể gặp một số vấn đề như sau. Chảy máu âm đạo giữa chu kỳ kinh nguyệt. Cảm giác căng tức ngực trong liên tục 2-3 tuần đầu khi sử dụng thuốc tránh thai. Cảm giác buồn nôn thường xuyên trong khoảng 3 tháng đầu khi sử dụng thuốc tránh thai, nhất là khi uống thuốc lúc đói. Tăng cân bất thường. Không ít phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai có cân nặng tăng lên nhanh chóng khó kiểm soát. Đau nửa đầu có thể xuất hiện ở phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày do cơ thể chưa quen với hormone nội tiết tố bổ sung. Giảm tiết dịch âm đạo. Thường trong thời gian đầu dùng thuốc tránh thai, giảm tiết dịch âm đạo khiến chị em bị giảm ham muốn, cản trở quan hệ tình dục. Khô mắt. Không chỉ bị khô dịch âm đạo, tác dụng phụ của thuốc tránh thai còn làm giảm tiết dịch chung trong cơ thể, dẫn đến hiện tượng khô mắt. Rối loạn tâm lý. Tâm trạng của phụ nữ khi dùng thuốc tránh thai thường không ổn định. Đặc biệt một số nghiên cứu chỉ ra, một số thuốc sử dụng có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm ở phụ nữ. Trường hợp rối loạn kinh nguyệt kéo dài kèm theo những hiện tượng bất thường như máu kinh bón cục, máu kinh có màu đen, mùi hôi thì hãy thận trọng bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo một bệnh lý phụ khoa. Chị em nên đi thăm khám bác sĩ để xác định nguyên nhân và có biện pháp điều trị kịp thời. Khi các bệnh lý này được chữa khỏi thì chu kỳ kinh nguyệt của bạn cũng sẽ đều đặn trở lại. Để hỗ trợ điều trị kinh nguyệt không đều do dùng thuốc tránh thai, các chị em nên thử thay đổi lối sống lành mạnh hơn như sau. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh. Các thực phẩm nên ưu tiên bao gồm trái cây tươi, rau xanh, chế phẩm từ đậu nành. Đồng thời nên hạn chế các thức uống và thực phẩm không tốt như rượu, bia, thuốc lá. Tập thể dục giúp tăng cường sức khỏe chung, cũng giúp lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng mệt mỏi tốt. Đây được coi là liều thuốc tự nhiên hiệu quả, giúp chị em phụ nữ điều hòa kinh nguyệt. Giảm căng thẳng, stress. Trạng thái tinh thần căng thẳng, thể chất mệt mỏi thường xuyên làm tăng tiết hormone cortisol, nguyên nhân gây ức chế hoạt động của buồng trứng. Vì thế, cần giảm căng thẳng và mệt mỏi tối đa để duy trì kinh nguyệt đều đặn, cũng như giảm tác dụng phụ do thuốc tránh thai gây ra. Các bài tập thở, tập yoga, đi bộ, nghe nhạc, đọc sách thường xuyên có thể giảm căng thẳng, thư giãn tốt hơn. Điều này sẽ giúp các loại thuốc tránh thai hoạt động hiệu quả hơn, giúp điều hòa hormone và điều hòa kinh nguyệt tự nhiên. Cân bằng nội tiết. Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa các chất chống lão hóa, axit alpha lipoic và selen, tinh chất mầm đậu nành giúp bổ sung khí huyết, cân bằng nội tiết tố, kiểm soát các triệu chứng khó chịu, rối loạn kinh nguyệt. Những ảnh hưởng của thuốc tránh thai như rối loạn kinh nguyệt chỉ xảy ra trong một vài tháng đầu khi bắt đầu dùng. Sau đó khi nội tiết tố ổn định hơn, cơ thể sẽ dần trở về trạng thái bình thường. Song cần lưu ý sử dụng thuốc tránh thai đúng cách, theo chỉ định của bác sĩ để đảm bảo sức khỏe cũng như hiệu quả của thuốc. Nếu bạn thích video này, đừng quên đón xem những video tiếp theo của Vinmec để có thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình nhé! Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.